làm gì em? To check care, đúng không? Hồi chưa gì? À sorry, look after. Ok, rồi to look after hồi chưa gì ạ? Hồi children, ok. Vậy thì cô ấy dùng việc này, cô ấy chăm sóc con của cô. Cô ấy. Đúng rồi, vậy mục đích của việc thì việc là gì? To, ok, look after. Ok. He's writing for his school magazine to... Yes, sir. Yes, sir. À ok, thế thì vấn đề chúng mình sẽ phải to study gì ạ? À ok, get some experience gì đấy? Experience, đúng không ạ? Ok, to get some experience. Và number 4, she's going to Lisbon to study Portuguese gì ạ? Portuguese, đúng không ạ? Ok, vậy thì cô ấy đi đến Lisbon để học tiếng Portuguese. Tiếng này là cái gì ạ? Bố. Ok, được chưa ạ? Yes, ok. Rồi, vậy bây giờ chúng mình nào, bây giờ mỗi một người nhá, ngồi đặt cho cô 5 câu. Ok chưa? Rồi, đặt cho cô 5 câu hỏi. Cô đấy sử dụng động từ why cho cô. Ví dụ một này, why? Các bạn có thể sử dụng quá khứ, hiện tại hoặc tương gì, tương lai. Tất cả các kỳ mình đã gì? Mình đã học nhá. Why do you, đúng không? Study English. Vậy thì buộc lúc này các bạn phải trả lời là oh, I study English to cái gì đó, để làm sao để hình dung không? Vậy đặt cho cô 5 câu hỏi, mỗi người đặt cho cô 5 câu hỏi bất kỳ để với mục đích sau này nữa các bạn sẽ xử lý cho cô. Ok, nào, xin mời các bạn.